Chào các bạn, mình là Chia Shop và chào mừng quay trở lại với Playdate Inside. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ phần trước. Phần trước thì mình bị ngã, đúng không? Bị ngã khỏi đoạn này, thấy chưa? Fucking hell. Và rip. Mấy vợ kia nó đứng ở ngay kia luôn. Ôi đừng đừng đừng, thôi thôi anh ơi. Mình sao mỗi mình có ánh sáng nhỉ, bọn này bắt đạo rồi. Ôi chết chết đây. Chết. Đừng 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 đừng. Quay ra đằng sau, quay ra đằng trước. Quay đằng sau rồi à, quay đằng trước rồi bắt đầu với quay đằng sau rồi quay đằng trước mà bắt đầu chưa đang thí nghiệm gì à? Thí nghiệm tâm thần cái gì à? Thôi đừng 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 đừng. Đéo mày ngu rồi, tao là người bị tâm thần. Chó đánh ngu rồi, tao bị tâm thần mà mày cứ bình tĩnh. Mày cứ lồng bang. Uầy. Vãi luôn, thế mình chạy đâu? Uầy. Mày đạo mày. Đèn rồi vẫn có đèn cơ à. Run my friend, fuck you bitch. No. Không để tao ok. Thế hơi khó nhở. Ừ, lỗi rồi.
hiểu vẫn làm rồi trời. Thằng này quay lại đẩy bà ra bên. Ok. Ok. Sao nó lại điều khiển thằng nào nữa đây? What the fuck? Ờ nhầm. Hách não vậy trời. Đây này. Cho thằng này lên đây. Xuống. Lên. Cho thằng này ra giữa. Bỏ cháy đi lửa. Ô hoa hoa. Tôi chết bây giờ. Nhanh. Ô. Chết chưa? Vẫn chết. Shit. God damn it. Ô, mày hiểu cái làm này. Cho nó ở gần pit đoạn này này. Đấy, cho gần đoạn đấy. Có cái gì ạ? À? Come on. Yup. Cái này phải có gì đó.
chưa hiểu mày. What? Còn nút nào không? Có mỗi nút này. Và... đập cửa ra à? À ok. Bình thánh chưa ấn được. Ấn thì kiểu gì cũng có gì đó rơi xuống. Ấn á. Úi dồi, thôi hóa hoạt lại phải à? Không phải. Không nhảy lên được. Không hề nhảy được. Shit. Kéo này ra. Giờ phải ở đây. Cười cho nước nó xuôi hết đi rồi. Cho nước nó xuôi hết đi rồi. Rồi mình có thể ra ngoài. Lên và chỗ xuống. Thử xem bên dưới có gì không. Ất nào nhai nhai lên 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 lên. Chết đấy. À, tụi mình đẩy này ra, tụi mình treo lên cái dây kia, dây xuống. Logic lắm đủ mà.
đây, sau đó bắt đầu sang kia. Nó nhầm nhầm mình thả dây phát là bổ luôn. Thông cảm, tập này chết hơi nhiều. Đấy, mình đứng lên chỗ này nhưng mình chả lý do gì. Ôi vai. Uầy. Uầy. Để tôi chạy luôn vậy. Không kịp. Không kịp. Mình thấy mấy chó phát kiểu gì cũng có đoạn. Chó nó đuổi mình luôn. Xuống này chắc có đường bên dưới rồi. Anything. Cho nó xuống nó bắt mình luôn mà. À, đi nhá, đi nhá, đi à. À thôi. Oh. Thank you.
gãy theo rồi, kiểu gì cũng có gì đó gãy. À hoan, sneaky peeky my friend. Ôi ốp, phải chờ thằng đồng bạn nó, tưởng sneak qua được thì thôi ngồi chờ, ra đây chờ vậy. Thằng bạn nó lên nói chuyện tí sau đó mình chạy qua luôn, mình lấy cái đấy, mình lấy cái thuyền đấy, mình chẳng đi xuống chạy qua luôn. Chị my friend. Bye bye bitch. Quả cầu disco. Tành 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 tành. Là mình phải đi đâu cơ? Đi what à, à ok nào. À, chỗ bên trên.
làm gì chỗ bên trên bơi qua. Cho thằng này bơi qua xuống đây trước để có hơi. Oh fuck. Uầy. Bà đạo ơi, bà đạo ơi. Xem dưới này có gì không. Nhảy xuống đấy à. Ấn mày nghĩ không, mình không chạy kịp đâu. Chạy kì. Lâu lắm mới thấy được đồng cỏ xanh. Okay. Đi lên. Ok. Yay. Thuyền mình kìa, hoặc là thuyền bọn nó nhưng mà mình ăn cắp. Thôi, lại cá mập cá siếc nữa. Yay. Fuck. À, từ lên. Bách lên. Shit. Qua cửa réo gì vậy? Ok. Thank you.
Bang. Nope, up thôi lên vậy. Lên rồi bơi qua vậy. Không hỉ, ôi chết. Ôi chết rồi. Thoát hay là mình không phải ấn? Có khi mình không phải ấn. Đi rồi. Đập ngoài xa cả. Bá đạo nhỉ. Vẫn phải ấn. Nhưng mà đầu tiên phải cho kia sang trước. Nó cơ chuẩn bị. Yay. Come on. Ấn rồi lên. Trèo qua được không? Yep, vẫn trèo qua được. Yay. Cá éo đấy. Uầy không. Mình phải nhà từ thái đây. Éo. Đi ra. Tao bảo éo mà. Đã bảo éo nào. Cơ chết luôn kìa. You stay right there, young man. You, đúng rồi.
đi hàng. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chào, tạm biệt.